Sao đã ba tập trung như thế này. Chất nước vô. Bữa nay là mình khoan inox. Cái hao này bằng inox. Khoan để xuống. Nè, dưới vô thì nấu không? Thấy cái lưỡi khoan này không? Cái này là chiên để khoan sắt. Khoan inox, khoan đồ là lủng hết. Khoan, đạp phụ anh cái chân cho. Được rồi. Thấy khoan không? Đó, đây là mũi khoan này nè, dở lên chút. Nó có 3 size. Bộ này nó bán khoảng mười mấy đồng. Nếu mà sale thì khoảng 11, 12 đồng, còn không là khoảng gần 20 đồng. Thấy từ cái mũi không? Mình khoan á, mình muốn lớn nhỏ, tới đây mình ngưng là nó tới cái size đó, cứ theo size thôi. Đây, thấy không? Nói chung là khoan gỗ khác, khoan miễn chai, khoan sành sứ khác, khoan sắt khác. Thấy không? Rồi. Đó, thấy không? Nếu như mình mở ra không, mình chỉ bỏ vô vậy. Cái này nè, dặn thấy lớn nhỏ đây không? Đó. Xiết lại. Rồi. Thấy cái này không? Đó, giờ khoan nó lủng nè. Tăng tăng tăng. Muốn khoan mấy lỗ khoan. Cái này trong này nè. Ở ngoài là inox. Ở trong là mũ, khoan vẫn lủng luôn. Mũ thì không có sợ. Đây. Sạch ngay. Cho nó chút xíu nước. Thường anh đứng lên nó dễ hơn. Để nghiêng đây thôi, khoan cho dễ. Đúng rồi. Ví dụ mình muốn nhỏ vậy mình ngưng gì đó nhỏ vậy không? Muốn lớn nữa thì mình làm lớn. Đó. Nó có cái sai để trên cái đây nè, thấy không? Ở dưới là mũ. Thế rồi. Rồi xong. Khoan để tôi coi có nên khoan cái đó không vậy lắm. Chứ không phải khoan cái đó. Cái thằng này á nó làm chất liệu bằng nhôm giống như là mấy cái lon Coca đồ mình uống nước ngọt. Đồ là mình tông. Chế nước không? Cho chứ. Trong nước. Chế. Rồi để đây. Xử. Thế là nhẹ không? Thấy không? Cái này bự lắm á, phải được hai găng tay. Ok. Bây giờ mình khoan cái này mới khó. Thấy cái bình này không? Em bấm à. Đây chiếu nguyên nó làm gì, chiếu trống gì vậy? Trời. Thấy cái bình không? Cái mũi khoan này là chơi hết tất cả sắt, đồng, thao, inox. Luôn cả cái này.
Thấy chữ này không? Đâu rồi nó rồi? Chưa. Đây. Nó không phóng kịch à. Bấm vô. Silver. Silver cái này là bạc á. Nó bị cái ánh sáng nó dội dội lại chút. Thấy không? Được rồi. Thấy hồi nãy rồi nhưng nó là này. Đây. Quang. Để vậy đi trước đi. Để tôi lấy coi. Bẹp quá ha, ánh sáng. Ánh sáng nó dội lên cái phone luôn. Đây. Bình này đẹp á, bằng bạc. Bây giờ mình khoan bạc nè. Khoan bạc á, là cái này khoan. Cái này hơi ấy, mình phải chỉnh theo nó để cho có thế. Rồi. Thấy ngay đây không? Mình sẽ khoan ngay đây. Không cần nước cũng được. Tại vì bạc nó rất là mềm. Lỗ vừa vừa ha. Đừng đừng khoan chỗ silver, khoan xuất ra chút. Đây ha. Ừ. Né cái chữ đi. Ê, không được khoan. Trời em chút không được, ngưng. Cái này nó chịu xuống dưới quá, gãy cái này, gãy cái nắp của mình, lấy cái đầu kê lên chút. Xong chưa? Xong rồi, tiếp. Cho miếng nước, cho miếng nước. Em xịt cho. Rồi lỏng rồi. Coi nhỏ nhỏ thôi, bình mình đâu cần lớn. Đeo vô. Thấy chưa? Rồi giả đầu này lên. Coi mấy trong, thấy nó lỏng không? Trời chút mỏi luôn có. Ừ, rồi em thấy lỏng rồi. Đó. Cái này là rất là đẹp. Trời lúc em. Mình trồng cây. Trời em giống nha. Mình mở này lên vậy, mình trồng cây vô đây. Đó, wow, để cái dáng vậy đó. Cái bình cao lên, em hết. Rồi. Nặng lắm á. Cái đó nãy nó bạc này nặng ha. Nặng. Bạc, bạc không. Bạc này đây chẳng biết làm gì. Trời. Để trồng cây. Người ta đang săn lùng mà. Săn gì này. Này. À, lỗng lỗ hết rồi. Xong. Về. Đưa đây. Đây là cái nồi để nấu, cứ giống như bên Việt Nam mình làm. Y chang luôn. Nồi của Việt Nam dày, rất là dày lắm. Thì cái lỗ này là mình làm lỗ bự hơn nè. Cái nị nóc. Dạ bạc. Nói chung là kim loại là phải dùng cái mũi đó khoan là đi hết. Cái này trồng cây vô đây xong rồi muốn dời đi tiện ha, có hai tay nắm dời. Ha, có hai tay nắm dời được. Rồi xong. Cái này là chỉ có cây chết thay chậu là thay ấy thôi chứ cái chậu này chắc không hư đâu. Rồi. Đâu có lỗ đâu. Tàn tàn. Trời nó nặng ghê. Khoan để đi người thấy cái lỗ coi. Này đốt chắc nửa cái bạc. Hơn. Hơn nặng. Hơn nặng lắm. Cái bình này mà mua nhiều tiền lắm. Không có nửa ký đâu, nặng lắm. Đẹp không? Đó. Phải ha, em có bình màu đằng rồi giờ em có bình bạc. Có bình vàng hả? Bình vàng à? Mơ kiếp này. Đồng bạc có rồi, giờ mình phải kiếm cái màu bằng vàng nặng cỡ này nữa. Kỹ. Đúng là tào lao. Bỏ cái cây vô thôi. Thì nó có làm lỗ chế nước không, phải làm kỹ thôi nha, nó vẫn xài được. Xài mà, bình nó ta xài nha. Tại mình không xài thôi. À. Để trồng cây. Mốt bỏ cái cây đẹp quay luôn. Giờ mình chưa bỏ thì tối. Qua thôi bye bye. Được rồi em lắp đi.